Kính thưa quý khán thính giả thân mến Cái câu chuyện ngày hôm nay mà Thái Võ muốn chia sẻ đây Thái Võ nghĩ là quý vị mình cần phải nghe Nhất là với những cô bác anh chị mà chúng ta đang sống ở nước ngoài Chúng ta nghe để mình thấy được Cái chuyện đi về Việt Nam hồi hương Nó hoàn toàn không có dễ dàng Cũng như là không phải là cứ về là sẽ được thuận tiện mọi thứ Cũng như đó là không phải cứ nói cứ hãy về Cứ nói về là sẽ được trơn tru như là nhiều người thường hay nghĩ quý vị à, có khi là phải mất hết tài sản này là đằng khác à hay thậm chí đó là có một số ít à, cũng đã à, phải bỏ chạy quay trở về cái nơi bắt đầu bỏ của chạy lấy người đó quý vị nhưng mà không phải mình nói vậy có nghĩa là à, mình khuyến khích mọi người là không nên đi về Việt Nam hồi hương không phải là mình khuyến khích như vậy mà là trước khi à, chúng ta quyết định một cái gì đó thì mình à Thí dụ như là cái chuyện đi về Việt Nam hồi hương đi Thì quý vị hãy nên nghe qua cái lá thư này trước đi Rồi sau đó quý vị hãy đưa ra một cái quyết định cũng chưa có muộn quý vị Và cái câu chuyện thì được mở đầu à, như thế này đây Cháu Thái Võ thân Thương Thiết nghĩ là khi mà con người ta sinh ra và lớn lên tại Việt Nam Lớn lên bằng cái hạt gạo lúa ở quê mình Vì nhiều cái lý do khác nhau Nhiều người đã phải mưu sinh ở những nước khác nhau sau những năm tháng bôn ba trên quê hương thứ hai thành công về vật chất đã có rất là nhiều người đã đạt được những cái mà họ muốn. Nhưng mà về tinh thần cũng còn rất là nhiều người luôn nặng tình với quê hương. Bác còn nhớ mãi cái cảm giác lân lân và đầy hụt hẳn khi được trở lại thăm quê hương. Lần đầu tiên trở về thăm gia đình ở Việt Nam vào năm 2010. Nước mắt đã không ngăn được khi mà phi cơ vào cái không phận của Việt Nam. Những năm 2010, 2011, bác chưa có cái cảm giác có thể quên đi cái công ăn việc làm ở Mỹ để mà quay trở về Việt Nam sống. Cho đến năm 2015, bác trở lại Việt Nam với cái bức tranh quê hương à có thêm một phần thay đổi, thêm vào những cái nét chấm phá của văn hóa rất Việt Nam. Bác được làm quen với nhiều người, từ cái bà cụ bán hột vịt lộn, anh lái xe ôm và cả là những dân trí thức Bác và những thế hệ này có nói chuyện với nhau khá nhiều. Có những cái mẫu chuyện mà nói ra thì khó ai tin. Có một cụ bà vốn liếng là chỉ có ba chục chứng hộp dịch lộn mà thôi. Thế nhưng bà cụ đã nuôi được thân mình và nuôi được những cái đứa cháu tật nguyền, mất cả cha lẫn mẹ. Hay là có những cái mảnh đời thiếu may mắn mà bác đã được gặp ở khắp mọi nơi. Họ chỉ mong có một cái số vốn nhỏ để bắt đầu. Khi biết được, cái mong ước của họ chỉ là cái số tiền nhỏ chỉ cần 50 đô la Mỹ đủ để họ khởi đầu cho một cái gánh hàng rong. Hay là có người chỉ cần à, có một cái số tiền để mà đi bán vé số. Và thực tế hơn nữa, chính gia đình người anh ruột của bác cũng mong được bác cho 500 đô la và hứa là sẽ không bao giờ làm phiền bác nữa. Thế là bác quay trở lại Mỹ và cũng mau chóng quên đi những cái người bạn này vì cái công việc quá bận rộn. Cho đến năm 2017, bác quyết định đi về Việt Nam hồi hương ở tuổi 70. Lúc đầu bác có suy nghĩ là tại sao mà những người bạn của mình à, được quen biết tại Việt Nam trước đây họ tha thiết à, cái cuộc sống sẽ được khấm khá hơn, chỉ mong sao đổi đời. Nhưng mà cái nơi mà họ đang sống lại không cho họ được những cái điều đó. Vậy thì tại sao mình lại phải quay trở về? Phải chăng là vì cái sự đau đáu quê hương ở trong tôi nó quá lớn. Sau khi đi về Việt Nam Bác không có ý định ở khách sạn lâu dài Cho nên là có quyết định là Mua một cái căn nhà nhỏ Chỉ bằng cái diện tích của một studio ở Mỹ Để mà làm cái nơi tạm trú Với cái dự định là Khi nào mà bác nhắm mắt xuôi tay Không có cần nữa Thì lúc đó cứ cho ai đó là xong Cái căn nhà này bác mua Có cái diện tích là 5 x 9 Có nghĩa là ngang 5 m Chiều dài thì 9 m Tổng cộng là 45 m vuông Giá mua là 45 cây vàng 4 số 9 có nghĩa là khoảng 22.000 USD thời đó. Đây là cái số tiền không lớn, nó cũng không có làm cho bác phải bận tâm, không có băn khoăn, cho nên là bác mới quyết định là để cái căn nhà này cho một người thân trong gia đình đứng tên. Đây là cái sai lầm thứ nhất. Cái căn nhà sau khi được tu bổ và nó trở nên rất là ấm cúng với những cái hệ thống trang trí nội thất vừa phải, đã cho bác một cái tổ ấm đúng nghĩa 50%. Còn 50% còn lại bác chưa hài lòng do là cái ngôi nhà này thì bác không được đứng tên nhà. Chỉ có một điều mà bác không bao giờ ngờ rằng người thân mà bác nhờ đứng tên nhà lại có ý chỉ coi bác như là một người ở nhờ. Cái đắng cay là mất đi tình nghĩa chứ không phải là do cái số tiền mua nhà. Trong khi để mà cảm ơn họ đã giúp bác Bác có mua lại một cái khu nuôi gia súc cách thành phố khoảng 40 số thuộc vùng Tân Nguyên với cái ý định là bác sẽ biếu cho họ thay cái lời cảm ơn bác may mắn là đã lấy lại được cái căn nhà chỉ vì họ phạm phải một cái lỗi lầm to lớn đó là khi trong một ngày nọ bác có đi chơi xa họ đã mang người đến để mà đục cái két sắt và lấy của bác một cái số tiền nhờ vậy để mà tránh bị tù tội họ phải chuyển cái chủ quyền cái ngôi nhà này cho một người khác đứng tên theo cái sự chỉ định của bác và dĩ nhiên là họ sẽ không bao giờ nhận được cái trang trại mà bác đã có ý mua cho họ trước đó. Và còn một điều nữa là khi về Việt Nam ở thì mới thấy mang cái danh nghĩa Việt Kiều thời những năm 2017-2018 mua đồ thì cái giá gấp đôi bình thường. Đi vào nhà hàng thì luôn có cái con dao thật là bén để cho họ có thể chém đẹp. Dù là mình không tự nhận, à dù là mình không bao giờ mình tự nhận mình là Việt Kiều. Nhưng họ tin mắt lắm chỉ cần mà nhìn thấy cái cách ăn nói của mình, cái cách đi đứng của mình là họ sẽ biết ngay người này là Việt Kiều. Và chẳng những như vậy, khi mà có dịp bác đi trên cái tuyến đường đi từ Đà Lạt xuống Phan Rang trong một lần đi du lịch. Khi xe dừng lại tại một quán nước bên đường, đã có một người bán hàng rong, có đưa tay bóp vào cái bắp tay của bác, rồi nói Chu Choa ơi, Việt Kiều mập mạp, trắng trẻ quá à. Thế là không biết vì sao mà bác cũng bị chém đẹp với cái bịch trái cây có giá là 100.000 đồng thời đó. Rồi có một lần, bác có đi đến một cái bệnh viện tại Sài Gòn để khám tổng quát. Nhìn cảnh những cụ bà, cụ ông phải nằm la liệt hai bên cái giải hành lang chỉ vì là chờ người ta làm xong cái thủ tục thì mới được vào khám. Có người à, à phải có tiền để mà đóng viện phí trước thì mới được thăm khám hay là trong một lần bác có ngồi ăn tại một cái quán vỉa hè bác đã chứng kiến một cái cảnh một chiếc xe máy chạy từ phía sau à vượt ẩu chạy lên tông vào người đi bộ gãy chân người dân hiếu kỳ thì đứng xung quanh xem có người thì lấy điện thoại ra chụp hình quay phim mà không có ai hỗ trợ để mà đưa người bị nạn đi cấp cứu hết cho đến khi người ta ngất xỉu đi thì xe cấp cứu mới chạy đến cái cuộc sống Việt Nam ngày nay nó thật sự hỗn loạn. Quê hương nó không còn là quê hương của trước đây. Khi mà con người đối đãi với nhau thật sự tệ hại. Tình thân gia đình giờ đây đối đãi với nhau cũng luôn toan tính, cũng luôn lọc lừa và dối trá với nhau. Và đó chỉ là những cái lý do cơ bản mà bác có thể kể cho cháu nghe. Cho đến năm 2020, cách đây khoảng 4 năm, bác đã chính thức bán nhà và trở lại Mỹ Quốc để tiếp tục cái cuộc sống tại đây. Bây giờ thì bác mới thấy được cái sự bình an và cái sự nhẹ nhàng tâm thân. Chiều chiều thì bác có pha trà đi ra ở phía sau nhà ngồi để mà thư giãn cũng cảm thấy nó sảng khoái lắm với cái không khí thì nó trong lành. Tại sao mà chúng ta cứ đi luôn đi tìm những cái thứ mà nó vốn không thuộc về ta? Bình yên ở đâu? Quê hương ở đâu? Trong chính cái sự bình yên và quê hương thứ hai mà ta đang có. Chúc cháu ngày mới luôn vui vẻ và luôn an lành hạnh phúc. Chú Tâm sống tại Katy. Và kính thưa quý khán thính giả thân mến, sau khi mà Thái Võ đọc qua cái câu chuyện này, không phải Thái Võ chỉ đọc cho quý vị mình nghe xong rồi thôi đâu. Không phải đọc xong rồi Thái Võ đi làm cái việc khác. Mà Thái Võ đã nghe đi và nghe lại nhiều lần quý vị. Nghe bằng cái trái tim của mình, chứ không phải là nghe bằng cái lỗ tai bên này lọt qua bên kia đâu nghe để mà thấu hiểu được thấu hiểu được cái sự da viết mà cái người viết người ta đã tâm đắc người ta trình bày quý vị dù là chỉ vài cái dòng chữ nho nhỏ thôi nhưng mà nó lại mang một cái ý nghĩa cực kỳ sâu sắc mà không phải ai cũng có thể viết ra được và đôi khi là phải đánh đổi nhiều thứ đó quý vị và nếu mà quý vị nhận thấy video ngày hôm nay theo bỏ chia sẻ là hữu ích quý vị có thể ủng hộ theo võ một like cũng như là một lượt subscribe mình đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những video kế tiếp nha quý vị nha và cần thiết quý vị hãy share video này chia sẻ cho nhiều người có thể được nghe và biết đến cuối cùng thì thái võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm đã luôn yêu mến đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết câu chuyện này thái võ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác anh chị mình ở những video kế tiếp Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.